Hello, Xin chào tất cả các anh em chú bác đang theo dõi clip của ngày hôm nay ha. Hôm nay là em lên clip là số 10 rồi ạ. Thì anh em theo dõi clip thật kỹ ha. Cảm thấy món nào ưng ý phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình thì vui lòng chốt hàng giúp em qua số điện thoại 089 6996 883. Số điện thoại em có để bên dưới tiêu đề nha. Mình có thể nếu mà mình nghe không kịp á, mình có thể xem bên dưới tiêu đề để rõ ràng hơn ạ. Như thường lệ thì tất cả các mã của sản phẩm đó em có dán bên trên sản phẩm ha. Mình chốt hàng món nào thì vui lòng báo giúp em rõ ràng mã sản phẩm cộng tên clip của ngày hôm đó nha. Ví dụ anh em chốt cây búa của ngày hôm nay thì vui lòng báo giúp em là mã số 21 clip số 10 nha. Rồi, để không làm mất thời gian của anh em thì em vào chi tiết của từng sản phẩm ngày hôm nay luôn ha. Về hình thức mua hàng thì anh em cứ liên hệ chốt hàng trực tiếp với em, số điện thoại thì em sẽ báo cụ thể ha. Đây, đầu tiên em lên một cây búa của Nhật ạ, một cây búa gò của Nhật, hình thức còn khá mới ha. Cây này có chiều dài là 28 cm ạ, 28 cm. Hình thức thì còn rất là đẹp nè anh em, còn khá mới luôn. Lớp tem là còn dán trên đầu búa luôn ạ. Nước gam màu đen của búa nó còn luôn anh em. Mặt búa rất là đẹp nè. Phần cán lớp xi còn rất đẹp luôn. Phần cao su cũng rất đẹp. Nói chung là hình thức cây này thì còn khá mới ạ. Một cây búa đa năng ha. Ở phía dưới là mình có một khóa vòng. Thường thì em thấy là thiết kế là số 17 đó. Để em đo lại ha. Mười bảy nha anh em, khóa vòng số 17 ạ. Khá là mới ha. Cây này có trọng lượng là nửa ký ạ. Cây này là nửa ký nha anh em, 0,5 kg ạ. Một cây búa của Nhật, mã số 21, giá là 200.000 ạ. Anh em chốt hàng báo giúp em mã số 21 clip số 10 nha. Em lên sản phẩm tiếp theo. Một cái vòi tưới nước ha, của nhà Kakudai ạ. Cái dòng này thì khá là cao cấp anh em. Cầm rất là nặng tay, rất là chắc tay ha. Đây. Cây này có kích thước là tổng chiều dài của cây này là khoảng 20 cm ạ. 20 cm. Kakudai của Nhật ha. Về hình thức thì cái lớp xi bên ngoài thì còn khá là đẹp luôn anh em. Đây. Khá đẹp ha. Cũng có những vết tróc như thế này này, tróc xi này, nhưng mà không đáng kể đâu ạ. Đây phần tưới đây ạ. Đậu ngon lành nha anh em. Ví dụ như mà mình muốn giữ thì để cái móc này lên này ạ, thì mình sẽ giữ ha. Lớp cao su thì có những cái vết chạy chạy như thế này nha. Hoạt động hoàn hảo nha anh em. Một cây tưới nước của nhà Kakudai của Nhật. Mã số 3, giá là 270.000 ạ. Em lên mã số tiếp theo ạ. Em lên một cây kìm điện ha, một cây kìm điện size trung ạ, của nhà Fujiza ạ. Cây này có chiều dài khoảng là 19 cm ạ. Hình thức cũng còn khá là đẹp nè anh em. Về phần bao tay ha, phần bao tay thì em chưa thấy có dấu hiệu là rách nứt sâu ha. Chỉ có những cái vết trầy như thế này thì thật sự hàng bãi như thế này là đẹp rồi, không đáng kể đâu ạ. Đây, anh em có thể an toàn để làm điện ha. Logo của Fujiya Japan ha. Đây,
khá là đẹp luôn, hoạt động nhẹ nhàng nha anh em. Và răng kìm ạ, đây răng kìm còn khá anh em ha. Về phần lưỡi cắt phụ ạ, em thấy lưỡi cắt còn khít nè anh em, còn khít ha, không bị hở sáng ha. Không có dây nào để em test thử cho mình xem nha. Đây, em có được một cái đoạn dây điện nha. Đây, lưỡi cắt ngọt nha anh em, rất là ngọt ngào luôn ạ. Một cây kìm điện mã số 2 của nhà Fujiya của Nhật, giá là 150.000 ạ. Rất là đẹp, rất là tiện dụng nha anh em. Em lên mã sản phẩm tiếp theo ạ. Em lên một cái bộ vít ha, một bộ vít rất là nhiều cây của Nhật ạ. Này, hàng này còn khá mới, còn trong hộp luôn anh em. Ở sau có những cái hướng dẫn sử dụng ha, thì anh em mình về sử dụng tham khảo thêm giúp em nhé. Đây, bên trong là bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ạ. Bao gồm 8 chi tiết ha. Và một cái cán nè nè. Đây, mình có một cái khay như thế này ha. Anh em có thể dùng những cái cán nhỏ như thế này, hoặc là mình dùng trợ lực thì lắp vào cái cán lớn này ha. Đây. Made in Japan nha nè, của Nhật ạ. Cầm rất là chắc tay ha. Hoặc là anh em mình có thể dùng cái cán này luôn. Đây, mình sử dụng sao cũng được nha anh em. Thì ở đây nè, em thấy là có mũi ba ke ha. Mũi ba ke, mũi dẹp, mũi nhọn, mũi ba ke nhỏ nè anh em. Để mình sửa những cái chi tiết nhỏ ha. Cắt đầu vít thì em thấy là còn khá là đẹp luôn anh em. Hàng này chắc là sử dụng lứa thôi ạ. Đây ba ke nhỏ hơn nữa anh em ơi. Đây. Một cái vít dẹp nhỏ ha. Rồi. Và một cái móc gì này anh em. Cái móc gì khá là lạ ha. Này. Anh em mình tham khảo thêm ha. Cảm thấy phù hợp với nhu cầu thì chốt hàng giúp em nhé. Tất cả trên cán của những cây này là đều có Made in Japan hết nha anh em. Chuẩn hàng Nhật ha. Không bị suy một cây nào ạ. Này. Đây, cây nào cũng có đầy đủ. Hết anh em. Đây ạ. Các đầu vít đều rất là đẹp nha anh em. Rồi. Nguyên một bộ như thế này anh em. Còn nguyên một bộ luôn, đầy đủ ha, đầy đủ chi tiết ha. Nguyên một bộ vít như thế này, mã số 20, giá là 250.000 ạ. 250.000. Em lên mã sản phẩm tiếp theo ạ. Là một cây mỏ lết của nhà Sankei ha, của Nhật ạ. Có logo nội địa Nhật nè anh em. Cây này hình thức còn khá là mới luôn ạ. Cây này có chiều dài là 31,5 cm. Anh em coi hình thức ha. Lớp xi còn khá là bóng, sáng bóng luôn ạ. Made in Japan ạ. Thép CRV ha. Khá là cứng cáp luôn ạ. Đây, lớp xi còn đẹp lắm anh em. Đây, con lan hoạt động trơn tru nha. Về độ rơ thì không đáng kể đâu ạ. Đây, hàm còn khá là đẹp nè anh em. Hàng này có thể là hàng em nghĩ là chắc chưa ai sử dụng đó.
tại vì em thấy cái phần hàm chưa có dấu hiệu cắn hoặc là này chưa dấu hiệu cắn gì ha. Này. Hàm khít xác nha anh em, khít xác ạ, rất là đẹp ha. Anh em có thể mua về sưu tầm hoặc sử dụng đều ok ạ. Ở này thì nó có cái lớp chóc xi thôi chứ không phải là cắn gì nha anh em, cái lớp chóc xi ở bề mặt một xíu thôi, tại vì hàng bãi mà, hàng này va chạm với hàng kia anh em, cái gì mình thông cảm giúp em nhé. Còn lại thì hình thức thì còn khá là mới đẹp luôn ạ. Cái này độ mở hàm cao nhất có thể lên đến là 3,6 cm nha anh em, 3,6 cm ạ, tương ứng với 36 ly đó anh em. Rồi, hoạt động hoàn hảo ha. Một cây mỏ lết xanh khay của Nhật, mã số 17, giá là 300.000 ạ. Em lên mã số tiếp theo là một cây khóa ha, là một cây khóa dạng đuôi chuột ạ, của nhà Super Tool ạ, của Nhật nha anh em, Japan ạ. Đây, logo dập nổi rất là đẹp ạ. Cây này hình thức cũng còn khá là mới luôn ạ. Chiều dài của nó là 25 cm ạ, 25 cm ha. Đuôi chuột dạng cong ha. Đây. Phần, em thấy phần lớp xi nó còn khá là đẹp luôn này, khá là mới luôn. Nước ram trên đầu vòng cũng rất là đẹp ạ. Đây, anh em xem đầu vòng ha, không bị nứt ha, không bị nứt, không bị mòn ha, rất là đẹp ạ. Đây. Hai đầu số của nó là số 17 và số 19 nha anh em. Anh em có thể nghe được âm thanh của nó ha, rất là chắc ha. Rồi, hoạt động hoàn hảo nha anh em. Một cây khóa đuôi chuột hai số tự động của nhà Super Tool, mã số 24, giá là 210.000 ạ. Em lên mã số tiếp theo ạ. Tiếp theo em lên cũng một cây khóa ha. Một cây khóa này là của Đức nha anh em, Germany ạ, của Đức ha. Cây này có chiều dài là 29 cm ạ, 29 cm ha. Đây, về hình thức này nè, lớp xi thì vẫn còn rất là sáng bóng luôn ạ. Này khóa hai đầu, hai đầu số là 17 và 19 nha nè. Đây, hình thức còn khá mới, khá là mới đẹp luôn nè. Về đầu vòng ha. Đây. Rất là tốt ha anh em, không có dấu hiệu nứt hoặc là bị mòn nhiều ha. Anh em mua về sử dụng tốt ha. Rất là cứng cáp luôn em, cầm cảm giác rất là chắc tay, rất là cứng cáp ạ, rất là dày dặn luôn nè anh em. Ở này có cái phần nó chọn bị chóc cái lớp xi nè nè, bị chóc lớp xi thôi ha, chứ không bị cắn, không bị nứt gì nha anh em, không bị cắn mẻ nứt gì hết đâu ạ. Một cây khóa 17 19 của Đức, mã số 5, giá là 200.000 ạ. Em lên mã số tiếp theo ạ. Tiếp theo em lên một cái bộ dụng cụ đa năng ha, của nhà Jisuke. Này là một thương hiệu nổi tiếng của Nhật ha, và các đồ nghề dụng cụ ạ. Đây. Bộ dụng cụ đa năng này thì nó bao gồm rất là nhiều chi tiết anh em, rất là tiện dụng ha. Anh em mình sử dụng một cái sản phẩm này nhưng mà có những cái chi tiết phụ kèm theo nè. Như đây là một cây kìm nè anh em, cây kìm ha, khá là đẹp luôn ạ. Răng kìm thì cũng còn rất là đẹp nè.
hợp đồng hoàn hảo ha nè. Về các chi tiết bên trong thì có thêm nè, bên này là có một đèn pin nha nè, một đèn pin ha, nhưng mà em thấy nó có cái bóng nè, nhưng mà bị hết pin rồi. Có pin trong này nè nè, em thấy có pin trong này. Anh em mình về vệ sinh ra rồi thử pin khác xem sao ha. Rồi, còn cán bên này thì có các chi tiết như là dao nè anh em, một cái khui bia ha, khui bia khui rượu ha, một cái đầu vít ba ke và một cây vít dẹp anh em, vít dẹp hoặc là đồ nạy gì đó ha. Đây mình gồm các chi tiết này anh em, kìm này, đèn pin này, dao, khui đồ hộp, vít ba ke với vít trừ ạ. Đây, khi anh em mình sử dụng cái nào thì mình lấy ra, không thì mình xếp gọn vào nhé. Như thế này thì mình được một cái kìm. Mình gặp lại rất là gọn gàng ha. Chiều dài khi mà mình gấp gọn nó chỉ tới là 10cm thôi ạ. Rất là nhỏ gọn để mình để túi ha. Đây, về tình trạng thì cái ốp của nó là ở ngoài em thấy là bằng nhựa, là bằng nhựa và hợp kim nhôm á anh em, hợp kim nhôm và nhựa ha, phối hợp lại với nhau ha. Hình thức thì cũng còn khá là đẹp anh em, có những cái vết cống như thế này ha. Rất là chắc chắn, không lỏng lẻo đâu nha anh em, rất là chắc chắn luôn ạ. Rồi, mã số 8, giá là 300.000 ạ. Em lên sản phẩm tiếp theo ạ. Này, một cái bộ dụng cụ của Nhật nha. Bộ dụng cụ của Nhật ạ. Bộ này thì mình có cái các chi tiết như thế này nè. Này, hình thức thì cây này, bộ này còn khá mới luôn ạ. Khá mới, khá đẹp ha. Chiều dài khi mà mình gấp gọn lại, mình thu gọn lại thì chỉ là 9,5cm thôi ạ. 9,5cm. Đây, em mở bộ này ra cho mình xem ha. Đây, khi mình mở ra như thế này thì mình được hai phần như thế này, một phần muỗng và một phần đĩa ha. Đây. Bên trong phần muỗng thì có thêm một cây dao ha. Ở phần đĩa thì mình có cái phần là khui đồ hộp ạ. Đây, rất là tiện dụng cho anh em mình đi cắm trại hoặc là đi phượt ha. Rất là tiện dụng luôn ạ. Đây. Chất liệu là bằng inox nha anh em. Khá là sáng bóng luôn ạ. Đây. Chaben ha. Này có mọc có chữ luôn này nè. Hình thức thì còn khá là mới đẹp luôn ạ. Rồi, một bộ dụng cụ đa năng về ăn uống là của Nhật ha. Mã số 7, giá là 200.000 ạ. Em lên mã sản phẩm tiếp theo ạ. Tiếp theo em lên là một cây khóa đa năng ha. Cây khóa đa năng. Rất là nhỏ gọn ạ. Cái này có chiều dài là 20cm ạ. Chỉ 20cm ha. Nhưng mà nó đa năng bởi vì như thế này anh em. Cây này nó cũng giống như cây mỏ lết vậy đó. Nhưng mà mình có thể xoay con lăn như thế này ha. Thì nó có mình điều chỉnh được nhiều kích cỡ là từ theo thông số kỹ thuật của sản phẩm thì nó sẽ từ 3 đến là 24mm. Có nghĩa là anh em sử dụng được cho các loại ốc con tán từ 3 đến 24mm nha. Đây. Chỉ một cây nhỏ gọn như thế này thôi ạ. Mình có thể sử dụng cho nhiều loại ốc khác nhau ha. Phần này là để mình dùng cho đầu lớn nè anh em. Phần này mình dùng cho đầu ốc nhỏ hơn ha. Hai bên thì một bên là mình dùng cho hệ mili, một bên là mình dùng cho hệ in ha.
đầy đủ luôn ạ. Bên này hệ mini ạ, bên này hệ in ha. Đây, rất là tiện dụng luôn đây. Cây này của Thụy Điển ha, Sweden ạ. Các số hoặc là các chữ trên trên cây này á là được khắc laser ha. Khắc chìm nha anh em, khắc chìm nha. Rất là tinh tế luôn ạ. Con lan hoạt động trơn tru nha anh em. Rất là cứng cáp luôn ạ. Ở cái phần đầu này anh em thì nó có nghiêng, nó có cái góc nghiêng là 15 độ nha. Cho anh em mình khi mà mình thao tác mình không bị cắn tay vào cái bề mặt ở dưới ạ. Thế cái rất là độc đáo anh em. Rất là tiện dụng ha. Một cây mở ốc đa năng của Thụy Điển. Mã số 14, giá là 450.000 ạ. Em lên mã sản phẩm tiếp theo ạ. Tiếp theo em lên là một cái cần siết mini ha. Rất là nhỏ gọn. Cây này của Đức nha nè. Cây mini ạ. Cái hiệu là Startwise ở đây nè. Tiếp theo em lên là một cây cần siết mini ha. Đây, rất là nhỏ ạ. Cây này của Đức nha nè. Hiệu Startwise của cây mini ha. Đây. Chiều dài cây này là khoảng 11,5 12 cm anh em. Hình thức cây này em thấy là nó khá cũ ha. Đây có những cái vết chóc xi như thế này ạ. Có chóc xi ở phân cạnh này ha. Hơi bị rỉ ở phân cạnh này tí này nè. Nhưng mà hoạt động thì ngon lành chân chu nha anh em. Đây. 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 Đã chiêu hoạt động tốt nha anh em. Đầu của nó là đầu 1/4 ạ. Về bi khóa khẩu nè anh em. Vẫn nhún nhảy tốt nha. Nhìn thì hơi cũ như vậy nhưng mà hoạt động thì ngon lành ạ. Phần cán những cái vết chày ha, những vết chày, vết cấn không đáng kể đâu ạ. Em thấy nếu mà anh em nào mua về mà để sử dụng á thì cây này khá là ok ha. Một cây cần siết của Đức, đầu 1/4, mã số 9, giá là 170.000 ạ. Em lên mã sản phẩm tiếp theo ạ. Một cây còn lắc léo của nhà KTC nè. KTC ha, made in Japan ạ. Cây này có chiều dài là 41 cm ạ. Tổng chiều dài của nó là 41 cm ạ. Về hình thức bên ngoài nè anh em. Khá là sáng bóng ha. Phần cán cầm là cán thiết kế là cán tròn ạ. Cầm rất là ôm tay luôn anh em, rất là có lực luôn ha. Ở trên phần cán thì có những cái vết chóc xi như thế này anh em. Đây, những vết chóc xi như thế này. Em quay rõ anh em xem ạ. Đây, có những vết chóc xi như thế thôi. Còn lại thì hàng không bị cong ha, không bị cong vên ha. Hoạt động tốt ạ. Đầu lắc léo của nó là đầu 1/2 nha anh em. Bi khóa khẩu hoạt động tốt nha anh em. Cây này là cây lớn, cây 1/2 nha anh em. Hoạt động hoàn hảo ạ.
Mã số 18 giá là 350.000 cây này. Em còn một cây nhỏ hơn là cây đầu 3/8 ạ. Đây. Về cái dòng của nó thì nó giống nhau nha anh em, đều là đầu lắc léo, cán tròn ha, cán tròn như thế này ha. Nhưng cây này là cây 1/2, cây này là cây 3/8 ạ. Cây này có chiều dài là 30 cm ạ. Về hình thức thì cũng còn khá là sáng bóng luôn nè em, khá mới ha. Thiết kế cán tròn anh em, cầm rất là có lực luôn, rất là ôm tay luôn ạ. Hàng không bị cong vên nha anh em. Này, KTC Made in Japan ha. Đầu lắc léo hoạt động tốt quá nè. Bi khóa khảo hoạt động tốt luôn nha anh em. Anh em sử dụng cho đầu nhỏ hơn thì mua cây này nhé. Mã số 1 giá là 300.000 ạ. Anh em lưu ý giúp em nha. Hai cây nó giống nhau. Cây lớn là dành cho đầu 1/2, cây nhỏ là dành cho đầu 3/8 ạ. Em lên mã sản phẩm tiếp theo ạ. Một cần trượt anh em, một cần trượt của nhà Tôn ha. Nhà Tôn ạ. Có nhận nha anh em. Japan ạ. Đây. Hoạt động trơn tru nha anh em. Cây này có chiều dài là 25 cm ạ. 25 cm. Về tình trạng ha. Có những cái vết tróc xi, những cái vết chốc xi như thế này anh em, nhưng mà không bị nứt gãy, không bị gì hết nha anh em, không bị cong vên ha. Này có những cái vết chốc xi như thế này thôi ạ. Nhờ cái phần ma sát giữa cái đầu trượt và cái cán trượt này anh em, nên là không tránh khỏi được những cái mà chốc xi ha. Đầu khóa khẩu của nó là đầu 1/2 nha anh em, mà bi khóa khẩu hoạt động tốt nè anh em. Này. Một cần trượt của nhà Tôn. Có logo nội địa Nhật đâu nè anh em. Mã số 16 giá là 200.000 ạ. Em lên mã sản phẩm tiếp theo ạ. Tiếp theo là em lên một cây cần xiết của Tôn ha. Đây. Một cần xiết của Tôn đầu 1/2 anh em. Cái này tình trạng thì còn khá là mới luôn nè anh em. Cái lớp xi nó sáng bóng luôn ha. Chiều dài của nó là 27,5 cm ạ. Phần cán thì cái lớp xi còn sáng bóng luôn nè anh em. Có logo nội địa Nhật ha. Cho bên ạ. Đầu tiếp nối với khẩu là đầu 1/2 nha anh em. Được thiết kế bằng thép đen ha, nên khá là chắc chắn, khá là kiểu như cứng cáp đó nè. Đây, bi khóa khẩu hoạt động tốt nè anh em, nhúng nhảy tốt ha. Đây. Phần ốc nè anh em, còn zin nghiêng ha, chưa mở thay hay là sửa chữa gì bên trong ha. Này là phần đảo chiều ạ. Âm thanh quay rõ ràng anh em. Một cây cần xiết của Tôn 1/2. Mã số 4 giá là 300.000 ạ. Anh em mua những cái mã sản phẩm mà mới như thế này thì yên tâm về chất lượng của nó ha. Có thể là những cái hàng sử dụng lướt thì mình về mình sử dụng
còn rất là êm. Rồi, em lên mã sản phẩm tiếp theo ha. Em lên một cây búa, cây búa của nhà Grabman anh em, của Mỹ ha. Hình thức cây này thì em thấy còn khá mới luôn ạ. Có thể là hàng dùng lướt hoặc là hàng chưa qua sử dụng anh em. Em thấy nó còn khá là mới luôn. Cây này có chiều dài là 34 cm ạ. Tổng chiều dài của nó là 34 cm. Thân thép ha, được bọc cán cao su ạ. Đây, cán cao su. Những cái này là nó bị dính cái gì đó nè, mình vệ sinh ra nha, dính keo hay là dính gì đó thôi, vệ sinh ra nha anh em. Grabman ạ. Phần bao tay còn khá là mới đẹp anh em. Đây phần đầu búa Grabman. Cây này là 16 ao ha, made in USA ha. Phần đầu đóng còn khá là mới nè nè. Đây khá là mới luôn ạ. Phần đầu 7 đinh ạ. Ở đây có phần đầu 7 đinh lớn và phần đầu 7 đinh nhỏ nè. Đây, thiết kế rất là đẹp ha. Cây này có trọng lượng là khoảng 850g anh em. Khoảng 850g ha. Khá là nặng tay. Cầm rất là êm luôn em. Đây, một cây búa đinh của nhà Grabman ha. Mã số 19. Giá cây này là 700.000 ạ. Em lên mã sản phẩm tiếp theo ạ. Em lên một cây kìm bấm cót ạ. Cây kìm bấm cót của Nhật ha. Hãng là Izumi ạ. Đây. Cây này có chiều dài là 29 cm ạ. 29 cm đây nè. Về hình thức này còn khá là mới ha. Không có vết dấu hoặc là dấu hiệu nứt gãy gì nha anh em. Đây, về phần bao tay ạ. Phần bao tay thì có những cái vết mà cón như thế này nè, không đáng kể nè. Bao tay không bị rách, không bị nứt sâu ha. Có những vết cón ở bên ngoài thôi ạ. Đây, về phần cán này nè. Còn cái lớp tem của sản phẩm ha. Về phần đầu cốt ạ. Là hoạt động là sao bung nhạy nha anh em. Đây. Đầu cốt dạng đuôi cá nha anh em. Là sao bung nhạy tốt nha anh em. Những cái vết dầu thôi anh em, mình vệ sinh nó ra ha. Hoạt động tốt ngon lành ạ. Một cây kìm bấm cốt Izumi của Nhật, mình bấm được 4 đầu cốt nha anh em, 4 đầu cốt ạ. 16 160 x 2 và các đầu còn lại là tiểu, trung, đại nha anh em. Mã số 11, giá là 300.000 ạ. Lên mã sản phẩm tiếp theo ạ. Là một cây dao ha, một cây dao phát hoang loại nhỏ ạ. Đây, loại rất là nhỏ gọn anh em. Anh em mình chặt những cây nhỏ, những cây bonsai, những cây làm trong vườn nhỏ ha. Cây này có chiều dài là tổng chiều dài của nó là 22 cm ạ. 22 cm. Bản rộng là khoảng 3,4 cm. Về độ dày thì tầm là 5 ly anh em. Tầm 5 ly ha. Này. Loại này là loại có khắc chìm hình một con rồng trên này ạ. Và chữ logo Nhật dưới này ha.
Này là dao một mặt nha anh em, dùng cho anh em thuận tay phải ạ. Về phần cán và phần lưỡi nè anh em, kết nối với nhau chắc chắn ha, không bị rơ lắc ha. Này, một cây dao nhỏ cho anh em làm vườn, mã số 6, giá là 300.000 ạ. Em lên mã sản phẩm tiếp theo ạ. Em lên một cây dao ghép ha. Này, một cây dao ghép. Mình có thể gấp ra gấp vô như thế này ạ. Khi mà mình gấp lại thì chiều dài của nó chỉ là 9,5cm nha anh em. 9,5cm ạ. Cây này là của Pháp nha anh em. Của Pháp ạ. Made in France ha. Đây, cán bên ngoài là cán gỗ ạ. Các thông số có trên phần này nè anh em. Logo của sản phẩm ha. Cây này thì em thấy nó rất là mỏng anh em. Rất là mỏng ha. Rất là mỏng nhưng mà cái lưỡi của nó rất là sắc bén luôn ạ. Nó là một cái chất thép gì mà em thấy, em cảm thấy nó rất là bén luôn. Rất là bén luôn á. Anh em cầm vào tay cảm nhận được cái độ bén của nó ha. Hình thức cây này cũng còn khá là mới nè anh em. Hàng này là em chưa mài lại nha. Em mua về như thế nào thì em bán lại như thế đó ha. Anh em về sử dụng thì cân chỉnh độ bén phù hợp ha. Một cây dao ghép mã số 10, giá là 300.000 ạ. Cái này hình thức còn khá là mới luôn này. Cái lớp gỗ ở ngoài khá là mới luôn ạ. Mã số 10, giá 300.000 nha anh em. Em lên mã sản phẩm tiếp theo ạ. Ở đây em có hai cây búa bi ha. Em lên cây nhỏ đầu tiên ạ. Cây này là của nhà Vauhan của Mỹ anh em. Anh em mà dùng búa Vauhan thì biết rồi đó. Cái logo của nó khắc bên trong đây nè, mình nhìn kỹ mới thấy ha. Đây, Vauhan Made in USA ha. Hình thức thì còn khá là ok, sử dụng tốt anh em. Đây, cây này có chiều dài là 30cm ạ. 30cm. Về phần đầu búa ha. Cái mặt đóng thì còn khá là đẹp nè. Khá đẹp ha. Logo anh em nhìn kỹ sẽ thấy ha. Về phần đầu bi ạ. Chút nêm rất là chắc chắn luôn anh em. Về phần cán ạ. Cây này có tổng cân nặng của nó là khoảng 0,45 kg, là khoảng 4 lạng rưỡi đó nè. 450g, 4 lạng rưỡi đó nè. Giá của cây này là 400.000 ạ. Một cây búa bi nhỏ của Mỹ, mã số 22, giá là 400.000 ạ. Em lên mã số tiếp theo ạ. Một cây búa bi lớn hơn nha anh em, cũng của nhà Vauhan luôn ạ. Anh em xem kỹ logo ha, sẽ thấy ha. Đây, Made in USA ha. Cây lớn này thì có chiều dài của nó là khoảng 35cm ạ. Này, về hình thức bên ngoài đó nè, rất là chắc chắn nha anh em, không rơ lắc gì ha.
về phần đầu búa. Mặt búa này nè, khá là đẹp ha. Về phần cán gỗ, nó bị tróc cái nước sơn bóng ở ngoài này nè. Anh em mình mua về sử dụng thì có thể làm lại ha, để mình cầm được êm tay hơn ha. Con này có cân nặng là khoảng là 700g anh em, 700g tương ứng với khoảng là 7 lạng ha. Một cây búa Mỹ lớn, mã số 23, giá là 550.000 anh em. 550.000 ạ. Em lên mã số tiếp theo ha. Ở đây em có một số cây kìm bấm ha. Đầu tiên em lên một cây kìm bấm mini, rất là nhỏ gọn luôn em, khoảng tầm 4-5 inch gì đó ha. Để em đo kích thước của nó. Cây này có kích thước là khoảng là 13,5cm ạ. Rất là nhỏ gọn luôn, anh em có thể để vào cái bộ sưu tập của mình ha, hoặc là mình sử dụng cũng ok ạ. Hình thức này nè, cái lớp xi thì vẫn còn rất là sáng bóng ha. Craftsman của Mỹ ạ, made in USA ạ. Là sao bung tốt nha em, hoạt động tốt ạ. Về phần hàm răng ạ, răng em thấy cũng còn khá là đẹp nè em. Hoạt động tốt nha anh em. Một cây kìm bấm mini của nhà Craftsman, mã số 15, giá là 300.000 ạ. Rất là thích hợp để anh em sưu tầm hoặc là sử dụng gì đều ok ha. Đây là phong miệng ạ. Em lên cây tiếp theo ạ. Tiếp theo là một cây kìm bấm Aigo của Nhật, một thương hiệu rất là bất dân luôn ạ, mà hầu như là anh em nào cũng sử dụng ha. Cái này em thấy hình thức nó còn khá mới nè em. Chiều dài của nó là 18,5cm ạ. Aigo Japan ha. Hình thức bên ngoài lớp xi còn khá là mới đẹp luôn anh em. Răng còn khá mới luôn ạ. Hai hàm răng còn rất là mới luôn anh em, mới đẹp ha. Hoạt động hoàn hảo nha anh em. Một cây kìm bấm Aigo của Nhật, mã số 12, giá là 350.000 ạ. Em lên mã số tiếp theo nha em. Một cây kìm bấm của nhà Craftsman tiếp ha. Đây, Craftsman. Cây này size lớn, có chiều dài là 23cm ạ, khoảng 23cm đây nè. Hình thức bên ngoài cây này còn khá là đẹp luôn ạ. Lớp xi nó vẫn còn rất là đẹp anh em. Chỉ có những cái dấu như thế này nè, dấu chày chày như thế này ha, chứ không bị chóc nhiều ạ.
phần miệng rất là khít xác luôn anh em. Cây này thì em thấy tình trạng nó còn khá là mới luôn ấy. Đây có những cái vết nó chảy như thế này nè. Chung quy mà hàng bãi như thế này là rất là đẹp luôn anh em. Đây, Made in USA ha. Đây, hoạt động tốt anh em, rất là nhạy luôn á. Phần miệng hàm mà răng còn rất là đẹp anh em. Cây này răng đẹp nè. Hàm khít xác anh em ha. Hoạt động tốt ạ. Nó sao bung rất là mạnh luôn. Cây này rất là thích hợp để anh em sưu tầm hoặc sử dụng đều ok nha anh em. Một cây kìm bấm Craftsman mã số 13, giá của nó là 800.000 ạ. Em lên mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã sản phẩm tiếp theo cũng là mã sản phẩm cuối cùng của clip ngày hôm nay luôn ạ. Đó là một cái bộ đục gỗ đây nè. Một bộ đục gỗ 10 cây ạ. Bộ đục hôm nay thì khá là đẹp anh em. Hôm nay là có một cái tông màu là màu gỗ vàng nhạt ha. Giống như màu gỗ cánh gián đó nè. Bộ đục bên em thì bao gồm là 10 cây. Có tất cả các kích cỡ size khác nhau nha anh em. Từ lớn đến nhỏ. Em sẽ sắp xếp theo thứ tự để mình dễ theo dõi ha. Đây, một bộ bên em là một bộ đục như thế này ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cây. Trong đó có 10 cây đục thẳng và một cây đục cong. Để cho anh em bo góc ha. Đây. Em lên 3 cây đầu tiên nha. Em đo trước kích thước ha. Kích thước cây này thì những cây này có chiều dài trung bình là khoảng tầm 21 đến 22 cm nha anh em. Nói chung là nó sẽ có một cái độ dao động nhỏ ha. Từ 21 đến 22 cm ạ. Bản đục còn khá là dài luôn anh em. Em lên 3 cây đầu tiên ạ. 3 cây đầu tiên là một cây cong và hai cây thẳng size lớn ha. Hình thức còn rất là đẹp luôn anh em. Đảm bảo với anh em là phần lưỡi đục và phần cán kết nối với nhau rất là chắc chắn nha, không bị rơ lắc. Cây bản đục cong thì có kích thước là khoảng là 1.5 cm nha anh em. Là khoảng 15 ly ạ. Cây bản lớn nhất của bộ đục là khoảng 4,2 cm, 42 ly nha nè, 42 ly ạ. Mọc được khắc chìm trên phần lưỡi đục ha. Đây là những vết ố của thép nha em, không phải là rỉ sét gì đâu ạ. Tiếp theo là một cây bản đục của nó là 3,5 cm, tương ứng với 35 ly anh em. Ba cây tiếp theo ạ. Hình thức còn khá là mới đẹp ha, chắc chắn nha anh em. Bản đục của ba cây này là 3 cm ạ. Là khoảng 30 ly anh em. Tiếp theo là 2,5 cm, 25 ly ạ. Cây tiếp theo là 1,7 cm, tương ứng với 17 ly ha. Đây.
khắc mộc chữ nhật được khắc chìm trên phần lưỡi được nha nè. Mình có thể theo dõi kỹ ha. Hai cây tiếp theo ạ, hai cây nhỏ ha. Hai cây nhỏ. Cái này có chiều dài là 1,5 ly nè. 1,5 cm ha, tương ứng với 15 ly ạ. Cây này là khoảng là 8 ly ạ. Cây này 8 ly ạ. Những cái tem của nó em để nguyên trên cán luôn nha. Anh em mình về muốn sạch sẽ thì mình vệ sinh ra, còn không thì mình để như vậy mình sử dụng luôn cũng được ạ. Tại vì hàng bãi em mua sao thì em để nó vậy á, cho nó nguyên zin đó nè. Cây tiếp theo là khoảng là 6 ly nha nè. 6 ly. Và cây nhỏ nhất là khoảng là 3 ly ạ. Cây nhỏ nhất là 3 ly. Vậy là bộ đục 10 cây của ngày hôm nay là có kích thước là từ 3 ly cho đến 42 ly nha anh em. Đầy đủ tất cả các size cho anh em dùng ha. Và có thêm một cây đục cong để cho anh em bo góc ha. Rất là tiện dụng luôn ạ. Với một bộ đục này á thì giá của nó là 1,2 triệu ạ. Là bao gồm 10 cây nha anh em. Cả các bộ đục bên em thì đều rất là chắc chắn nha anh em, rất là chắc chắn. Lưỡi đục nè, phần lưỡi đục á, mình còn rất là dài luôn anh em, mình có thể sử dụng được lâu dài ha. Đây, cái lớp thép ghép nè anh em có thể xem kỹ ha. Đây, có phần thép ghép rất là rõ ràng luôn ạ. Đó, đục rất là chất lượng luôn anh em. Anh em thợ ha, mình có thể mua về mình sử dụng rất là bền. Rồi, bộ đục của ngày hôm nay thì cũng kết thúc video ngày hôm nay. Anh em xem clip cảm thấy ưng ý với món nào thì ủng hộ em bằng cách chốt đơn qua số điện thoại 089 6996 883 nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi ạ.